Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Mệnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn? Và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 1 tháng 5 năm 2024 thứ tư dương lịch. Âm lịch là ngày 23 tháng 3 năm 2024, là ngày Ất Sửu, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn. Tiết khí Cốc Vũ, hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Tỵ, lục hợp với tuổi Tý, hình với tuổi Mùi và tuổi Tuất, hạn với tuổi Ngọ và xung với tuổi Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Bính Tuất. Về ngũ hành niên mệnh Hải Trung Kim, hôm nay là ngày Ất Sửu, tức can khắc chi. Nạp âm Hải Trung Kim kỵ tuổi Kỷ Mùi và tuổi Quý Mùi. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt người tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà lại được lợi. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Tam sắc kim mệnh tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Ân và sao Bất Tường. Sao xấu gồm có sao Hà Khôi, Ngũ Hư và sao Nguyên Vũ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày mùng 1 tháng 5, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết, giao dịch và nạp tài. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như cầu phúc, cầu tự, xuất hành, giải trừ, động thổ, đổ mái, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Về hướng xuất hành, đi theo hướng Đông Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 1 tháng 5 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 1 tháng 5 cho thấy, hôm nay công việc của tuổi Tý đang khá suôn sẻ do được lục hợp phù trợ. Lúc này cũng là thời điểm rất tốt và rất lý tưởng cho việc lên kế hoạch cũng như bước đầu triển khai chúng. Có nhiều khả năng người tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công và tiền bạc cũng từ đó mà về tay không hề ít. Tài lộc trong ngày của tuổi Tý thì nhìn chung cũng đang khá vượng. Chuyện làm ăn xuôi chèo mát mái, có người nhận được thêm tiền từ vấn đề kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn ở những trò chơi may rủi. Nhìn chung, đây là các khoản thu bên ngoài dự tính nên người tuổi Tý sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi có thêm tiền bạc trong tay
bạn cũng đừng vội khoe khoang hoặc tiêu xài hoang phí, nên biết tiết kiệm cho tương lai để khi cấp bách có thể dùng đến. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, ngày ngũ hành kim sinh thủy, ngày này mang lại những cơ hội mới tốt đẹp cho người tuổi Tý đang còn độc thân. Nhân duyên khác giới cũng đang khá tốt, bạn rất dễ tìm được những người tâm đầu ý hợp thông qua những buổi giao lưu, tụ tập với bạn bè. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim, thường xuyên được mọi người giúp đỡ nhiệt tình nhờ các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, có nhiều cơ hội tốt để cho những người độc thân tìm kiếm một nửa cho riêng mình. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, có một ngày làm việc khá hiệu quả nhờ hoàn thành mọi công việc được giao, gây được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, đây là thời điểm tốt và lý tưởng nhất cho việc lên các kế hoạch cũng như bước đầu triển khai chúng. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, vận trình sự nghiệp đang được cải thiện đáng kể, có nhiều thay đổi tích cực về mặt tài chính. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Tý nên chọn khung giờ tốt là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thân và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 5 và số 1, và màu sắc cát tường là màu đen và màu xanh dương. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Luật giải tử vi của 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 5 cho thấy, hôm nay vận trình ngày mới của tuổi Sửu đang khá trôi chảy nhờ có chính quan trợ vận. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Những người kinh doanh, những người buôn bán thì buôn may bán đắt. Thậm chí có nhiều người còn nắm được vận hên, công danh thì vượng phát và được khá nhiều người chúc tụng cầu cạnh. Thêm vào đó nữa, các mối quan hệ tốt đã giúp cho người tuổi Sửu có được nhiều sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh và khả năng sẽ có những bữa tiệc thịnh soạn ở dịp cuối ngày. Đặc biệt là quý nhân tam hợp còn xuất hiện và giúp cho bạn từ nguy hóa an một cách rất nhanh chóng và kịp thời. Luật giải tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày hôm nay thì có đôi chút biến động. Có người nào đó vốn có tình ý với bạn từ rất lâu nhưng chưa dám nói. Tuy nhiên, thái độ của bạn lại giống như đang tạt một gáo nước lạnh lên đầu họ và khiến cho bao tình cảm cũng đang dần nguội đi. Trong quá trình tìm kiếm tình cảm cho mình, bạn đừng nên phũ phàng quá thì mới có thể tìm kiếm những người phù hợp và có được hạnh phúc dài lâu. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, công việc có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn nhờ khắc phục được những nhược điểm đang tồn tại. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, bên cạnh nguồn thu nhập chính vẫn có khả năng kiếm thêm những nguồn thu mới từ công việc tay trái. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, bạn đừng để áp lực công việc và những căng thẳng về tinh thần gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, chuyện tình cảm đang nảy sinh nhiều bất đồng, có lẽ bạn và người ấy cần có thêm nhiều thời gian để thấu hiểu lẫn nhau. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, bạn hãy vận dụng và hãy phát huy hết mức những điều mà mình đang có một cách khôn ngoan để bổ sung cho những điều thiếu sót. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay người tuổi Sửu nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Hợi và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 9 và số 1, và màu sắc cát tường là màu vàng và màu xanh dương. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn
cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 1 tháng 5 cho thấy ngày có thương quan ám vận, dự báo các vấn đề tiêu cực thì có thể xảy ra liên quan tới sự nghiệp và cả tài chính của người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Tiền bạc trong ngày đang có dấu hiệu bị hao hụt khi mà người tuổi Dần phải dùng tiền của mình để khắc phục những sự cố. Nếu như khó khăn về mặt tiền bạc, bạn cũng nên nhờ người thân tạm thời giúp đỡ và cũng nên trả đúng hạn cho họ, chứ không nên hứa suông mà lại làm mất uy tín của bản thân. Hôm nay, trên phương diện sự nghiệp cho thấy, tuổi Dần cũng nên kiểm soát thật tốt cảm xúc của mình. Dù có làm người lãnh đạo hay không, nhưng nếu như muốn góp ý cho người khác, thì bạn cũng nên tìm cách diễn đạt một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây ra những cảm xúc tiêu cực cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị sẽ khiến cho mọi người dễ tiếp thu hơn và sửa đổi nhanh hơn. Luật giải tử vi 12 con giáp cho thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Dần hôm nay cũng đang có dấu hiệu bị rạn nứt vì trong ngày ngũ hành xung khắc. Có thể là do hai người đang có cảm giác thiếu tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy mà người tuổi Dần cũng nên tôn trọng đối phương cũng như tôn trọng sự tự do của chính họ. Đừng cố gắng kiểm soát mọi việc vì nó chỉ khiến cho mối quan hệ thêm ngột ngạt và đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, người độc thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm thì mới có thể tìm được người ưng ý. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, bạn đừng tự tách bản thân mình ra khỏi tập thể, điều đó chỉ khiến cho mọi việc thêm rối ren hơn. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, thường xuyên nói năng không suy nghĩ thì khiến bạn rất dễ đắc tội với tiểu nhân. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra các quyết định, đó là điều cần thiết, nhưng đừng để nó diễn ra quá lâu. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, chỉ cần chú ý hơn đến các mối quan hệ là bạn có thể thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Dần nên chọn khung giờ tốt là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Mão và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 0 và số 5 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 1 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 1 tháng 5 cho thấy công việc của tuổi Mão trong ngày thứ tư này đang khá tốt đẹp nhờ được chính ấn che chở. Cấp trên thì cất nhắc và khách hàng thì trợ giúp, nên người tuổi Mão có nhiều cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp và nắm giữ được những vị trí quan trọng hơn. Ngoài ra, những người làm công việc liên quan tới các lĩnh vực như nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội rất tốt để bạn chứng minh được năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của người tuổi Mão hôm nay thì cũng đang khá thuận lợi. Tuổi Mão nhận được những hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư thuận lợi, nhờ đó mà việc làm ăn kinh doanh thu về được những khoản tiền khá lớn. Dòng đây cũng có thể là một trong những lý do khiến bạn không kiểm soát được vấn đề chi tiêu mà đôi khi lại vung tiền vào những khoản không thực sự cần thiết. Xem tử vi cho thấy ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của tuổi Mão không được lý tưởng, gia đạo thì bất an, vợ chồng thì tranh cãi, cha mẹ với con cái thì bất hòa. Ra đường thì rất dễ gặp phải những điều rắc rối, về nhà thì cũng chẳng được vui vẻ, khiến cho tâm trạng của bạn có phần rất bí bách cùng cực. Ngày này bạn rất cần được cảm thông và được chia sẻ để vơi bớt sự nóng giận, giúp cho tinh thần tỉnh táo hơn. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, được quý nhân nâng đỡ, giúp bạn làm việc nhanh chóng, có định hướng tốt, đưa ra được những quyết định sáng suốt. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, vướng phải nhiều rắc rối về tình cảm, bạn không nên quá xét nét so đo khiến cả hai không được vui. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, bạn nên thận trọng khi mà dấn thân vào những lĩnh vực mới,
nên nghiên cứu kỹ và tìm hiểu kỹ để tránh tổn hao không đáng có. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh mộc, không cần phải để tâm tới những lời thúc giục của mọi người vì biết mình đang ở đâu và cần làm điều gì cho tốt nhất. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh kim, đường tài lộc đang vượng phát, dễ nhận được một khoản tiền kha khá từ những dự án đầu tư trước đó. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Mùi và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 5 và số 6 và màu sắc cát tường là màu đen và màu xanh dương. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 5 cho thấy vận khí tương phá xuất hiện khiến cho vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn gặp phải nhiều điều rắc rối không mong muốn. Bạn có thể bị đồng nghiệp hoặc bị cấp dưới chơi xấu sau lưng. Vốn là những người hiền hòa, nhưng với sự việc xảy ra lần này khiến bạn không khỏi cảm thấy bức xúc, khó chịu. Đôi khi bạn giúp đỡ người khác một cách rất vô tư, nhưng lại vì điều đó mà chính bản thân lại mang những điều tiếng xấu. Bên cạnh đó, hung tinh xuất hiện còn cảnh báo về họa hao tài tốn của đang xảy ra. Vì vậy, ngày này người tuổi Thìn cũng nên thận trọng trong việc kinh doanh, việc buôn bán của mình. Hôm nay không phải là một ngày thích hợp để bạn tiến hành ký kết hợp đồng hoặc đưa ra các quyết định về đầu tư. Bạn cũng nên có kế hoạch cho chu toàn hơn. Có thể bạn vẫn đang rất tự tin, nhưng những điều bất chắc vẫn có thể tìm đến. Phương diện tình cảm thì ngày hôm nay kém vui vẻ vì đang trong ngày ngũ hành sinh xuất. Tình yêu đích thực không khó để nhận ra. Nếu như đối phương thực sự có cảm xúc và muốn được quan tâm đến bạn, thì họ sẽ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và cảm xúc của bạn. Vì thế, nếu như bạn cảm nhận được sự vô tâm, thì có nghĩa là người ấy đang lơ là chuyện tình cảm, và đó cũng là lúc mà bạn cần phải xốc lại tinh thần của mình. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, bạn cảm thấy có phần buồn bực, thất vọng vì không nhận được những sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, có nguy cơ đối mặt với nhiều trở ngại do kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, bạn đừng để mất đi sự tin tưởng của cấp trên và tuột mất những cơ hội được cân nhắc lên những vị trí tốt hơn. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, không đủ sự tập trung và chủ quan với những công việc đang làm nên có thể để xảy ra sai sót. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, có thể vô cớ bị kéo theo vướng phải những cuộc tranh chấp vô nghĩa tại nơi làm việc. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 1 và số 5 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy công việc của tuổi Tỵ trong ngày thứ tư đang khá thuận lợi nhờ có cục diện tam hợp phù trợ. Dù đi chơi hay đi làm thì cũng đều khá vui vẻ, sự nghiệp cũng đang phát triển, học hành thi cử đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, mối quan hệ xã giao hài hòa, việc liên kết, việc hợp tác cũng được nâng lên một tầm cao mới. Có thể nói, người tuổi Tỵ đón chào một ngày mới với nhiều điều thuận lợi và may mắn bất ngờ. Hôm nay cũng là một ngày rất tốt để cho những người làm ăn buôn bán mở rộng quy mô. Không những có vận may quý nhân giúp đỡ mà cát tinh ở bên cũng giúp cho tư duy của người tuổi Tỵ trở nên nhanh nhạy hơn,
Chỉ có điều khi bạn quyết đoán nhưng cũng đừng quá vội vàng và nên tránh hợp tác với những người tuổi xung khắc bởi khả năng mang lại kết quả là rất thấp. Hôm nay, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ không được suôn sẻ cho lắm vì đang trong ngày ngũ hành xung khắc. Bạn đang băn khoăn cho mối quan hệ hiện tại khi mà hai người thường xuyên có những ý kiến trái ngược với nhau trong cuộc sống. Có lẽ cả hai vẫn chưa thực sự dành hết tình cảm cho nhau. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, nếu như đang có hứng thú với một dự án đầu tư hay kinh doanh nào đó, bạn hoàn toàn có thể thử sức mình. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, mối quan hệ tình cảm đang thiếu đi sự bền vững khi mà cả hai thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, không nên tự mình đưa ra những quyết định quan trọng, hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, có nhiều tin vui trên con đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh, hết rồi lại có. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, có được những cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn trong hành trình thực hiện ước mơ của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 5 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hại, báo hiệu người tuổi Ngọ sẽ gặp không ít những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Có thể là do đồng nghiệp gây cản trở trong công việc vì ghen tị với những thành công bạn đang có, hoặc cũng có thể là người thân ngăn cản chuyện tình cảm khiến bạn mất hết tinh thần khi làm việc. Khi mà vấn đề gì đó xảy ra thì điều quan trọng nhất là bản thân cần phải vững vàng, bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Đừng nên dành quá nhiều thời gian để ngồi thất vọng, buồn chán hay nản chí, thậm chí là nghĩ cách trả thù người khác. Đặc biệt là không nên vội vàng cả tin người khác khi mà chưa thực sự đủ thân thiết. Hôm nay, ngày ngũ hành xung khắc còn báo hiệu vận đào hoa xấu đang tìm đến đe dọa mối quan hệ của người tuổi Ngọ và người ấy. Bạn có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Các cặp đôi nên vạch rõ ranh giới với những người khác phái, đừng để đối phương hiểu lầm khiến tình cảm bị rạn nứt. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, người làm công ăn lương rất dễ có xích mích với mọi người xung quanh trong lúc làm việc. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, các dự án đang trên đà hoàn thành rất tốt nhưng lại có thể bị cản trở do mâu thuẫn. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, tình hình tài chính đang có điểm báo bị tổn thất, thậm chí vốn tích lũy cũng có thể bị lôi ra sử dụng. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, hãy xoa dịu những tình huống xung đột trong gia đình bằng sự chân thành của trái tim mình. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, hãy kiểm soát vấn đề chi tiêu, nghe theo lời khuyên của người khác trước khi đầu tư vào những hạng mục mà mình chưa rõ. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Dần và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 5 và số 1 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 5 cho thấy trong ngày có hình xung thái tuế lấn át, khiến cho người tuổi Mùi trở nên nóng nảy và có phần hiếu thắng,
không thích bị người khác chỉ trích hay phê bình. Tính tình thì cực đoan, thiếu đi sự kiên nhẫn, tinh thần thì hấp tấp nên làm gì cũng rất dễ để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Do đó ngày này bạn cũng cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình càng sớm càng tốt. Hôm nay công việc thì cũng đang có dự báo tương đối phức tạp và có nhiều muộn phiền. Một phần là do những bất đồng ý kiến trong công việc kết hợp với tính khí dễ nổi nóng trong ngày thì có thể biến mọi chuyện đã khó lại càng trở nên khó khăn hơn. Đối với người tuổi Mùi thì ngày hôm nay tốt hơn hết là bạn nên sử dụng kiến thức và trực giác để làm việc thay vì những cảm xúc nhất thời. Xem tử vi cho thấy hôm nay có thể bạn sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc với cha mẹ trong gia đình bởi ảnh hưởng của ngũ hành tiêu hao. Khoảng cách giữa hai thế hệ thì rất dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng với nhau. Lúc này, đôi bên thì đều cần phải biết lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở hơn thì mới xoa dịu được những sự bất hòa không đáng có. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, cần khéo léo khi ứng xử, tránh đưa ra những lời nhận xét bông đùa thiếu chín chắn cho bất kỳ một ai đó. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt, tránh nóng vội hấp tấp khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, hãy cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn và cư xử khéo léo để có được tình cảm từ cấp trên và cả đồng nghiệp. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, tránh đặt lòng tin nhầm chỗ, hãy nhìn nhận các vấn đề một cách rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, vợ chồng rất dễ nảy sinh tranh cãi, vấp phải những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Mão và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xanh dương. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay tuổi Thân được hưởng nhiều phúc lộc vì chính tính cách hiền lành, vô tư, thoải mái của mình. Nhân thời điểm cát khí đang tốt, bạn cũng nên tận dụng những cơ hội để mở rộng các mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng như tiến hành các công việc mà mình đã ấp ủ từ trước đó. Từ đó sẽ giúp bạn có thêm những cơ hội để cải thiện nguồn thu và sống tốt hơn. Bạn hãy mạnh dạn và quyết đoán để bản thân không phải đi sau người khác. Hôm nay, người tuổi Thân còn có thể đón nhận khá nhiều tin vui về tiền bạc dưới sự nâng đỡ của thiên ấn. Những vấn đề bạn lo lắng trước đó thì cũng dần dần biến mất. Dù tài lộc không phải là quá nhiều, nhưng dù sao cũng đủ để bạn chi tiêu không cần phải cân đong đo đếm. Xem tử vi cho thấy, trong ngày kim khí đang vượng, mệnh chủ tuổi Thân cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân. Công việc bận rộn nên bạn mải mê làm việc mà lại quên mất việc chăm sóc mình. Áp lực cộng với căng thẳng kéo dài thì có thể tạo ra rất nhiều nguy cơ về bệnh tật hoặc đối diện với nhiều điều không thể nói trước được. Vì vậy mà người tuổi Thân hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi, để ăn uống một cách khoa học hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, người làm kinh doanh, người buôn bán có nhiều điều thuận lợi, buôn may bán đắt, không phải lo lắng hoặc đắn đo về vấn đề tiền bạc. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, căng thẳng kéo dài sẽ tạo nhiều nguy cơ về bệnh tật, bạn cần phải dành thêm thời gian để nghỉ ngơi. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, các mối quan hệ xã giao ngày được cải thiện tốt hơn, cấp trên thì đang chú ý và đánh giá cao về những nỗ lực của bạn. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, việc tìm ra những phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc giúp đường công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, đào hoa nở rộ, tình yêu chân thành đã giúp mọi hiểu lầm được phá vỡ. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 15 giờ
đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Dậu và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 1 và số 0 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 5 cho thấy người tuổi Dậu được chính tài nâng đỡ nên đường tài lộc đang khởi sắc. Công việc thì hanh thông thuận lợi, đời sống thì không còn quá gò bó như những tháng trước đó. Một vài người còn được người khác giới thiệu cho công việc mới giúp gia tăng thu nhập. Nhìn chung, hôm nay người tuổi Dậu không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề chi tiêu hoặc các kế hoạch liên quan tới tiền bạc. Song người tuổi Dậu không nên chủ quan, bởi trong cuộc sống thì vẫn có thể phát sinh những việc ngoài dự kiến, bạn cần có kế hoạch dự phòng sao cho tốt. Hôm nay, nếu ai đang nắm giữ cương vị làm lãnh đạo thì có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt dưới sự nâng đỡ của tam hợp. Nếu đang làm nhân viên bình thường thì bạn cũng đừng nản chí, hãy cố gắng học tập và cải thiện kỹ năng thì bạn sẽ sớm nhận được những tin vui trong thời gian sắp tới. Lần giải tử vi cho thấy ngày kim khí quá vượng cũng có lời nhắc nhở người tuổi Dậu dù có nhiều điều phải suy nghĩ và trăn trở. Nhưng buổi tối bạn cũng nên đi ngủ sớm hơn, đừng thức quá khuya. Hãy tạm gác lại mọi thứ sang một bên và ngủ đủ từ 6 cho đến 8 tiếng mỗi ngày. Đó cũng là cách đơn giản nhất để bạn duy trì sức khỏe cho mình. Còn chuyện tình cảm của người tuổi Dậu ngày hôm nay thì cũng đang khá hài hòa. Đây là thời điểm rất tốt để cho những người độc thân bày tỏ tình cảm của mình với những người mà bạn thầm thương trộm nhớ, mở cánh cửa tình yêu mới cho mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, quý nhân xuất hiện đem đến những cơ hội giúp bạn cải thiện nguồn thu. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, đào hoa nở rộ, người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, hãy nạp lại năng lượng cần thiết cho cơ thể, giúp bạn đủ sức làm việc cho một ngày dài. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, công việc có thể vất vả hơn, bận rộn hơn, nhưng thành công luôn đi song hành với chúng. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 2 và số 0 và màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày có tương hình ngáng trở, báo hiệu người tuổi Tuất đang đứng trước những nguy cơ gặp phải những bất trắc trong chuyện tiền bạc do kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu giáng họa. Tuổi Tuất nghĩ tất cả mọi việc đều đang tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng rất dễ mắc bẫy khiến tiền bạc bị hao tổn. Một thực tế là có rất nhiều người đã mất cả cuộc đời chỉ để nghĩ về những người không thực sự tốt đẹp, về những ước muốn xa vời với thực tế, không quá thật. Và rồi đến khi về già mới lại nuối tiếc vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những thứ đó. Vì vậy, bạn hãy biết trân trọng từng cơ hội và từng khoảnh khắc mà mình đang có. Hãy trân trọng bản thân, đừng ngại hành động kể cả bạn có đúng hay sai. Thêm vào đó nữa, đường tình duyên của người tuổi Tuất hôm nay đang có phần kém suôn sẻ vì đang trong ngày ngũ hành sinh xuất. Có thể bạn đang nghi ngờ, dằn vặt đối phương cũng như dằn vặt chính bản thân mình. Áp lực về mặt tinh thần thì còn có thể làm ảnh hưởng tới cả mọi người xung quanh, vì thế bạn cũng cần phải chú ý. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, hãy nhanh chóng tìm cách thích nghi với hoàn cảnh
nếu bạn không muốn phải gục ngã. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, đừng tự đẩy bản thân vào những sự căng thẳng không đáng có. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, nên vận động nhiều hơn để giải tỏa tâm trí, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và không còn tốn thời gian vào việc suy nghĩ tiêu cực. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, đừng để những lời đồn đoán và sự quấy nhiễu của tiểu nhân khiến bạn luôn trong tâm trạng bất an. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, đường tình duyên đang kém suôn sẻ khi bạn thường nghi ngờ dằn vặt đối phương. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Mão và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 8 và số 0 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu xanh dương. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy thiên ấn xuất hiện mang theo nhiều điều tốt đẹp chờ đợi người tuổi Hợi ở phía trước. Những ai đang làm công việc tự do hoặc công việc truyền thống hoặc công việc liên quan tới nghệ thuật, bán hàng thì ngày này sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng đầy giá trị. Nếu bạn tận dụng được đúng thời điểm thì việc kinh doanh thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Và cũng theo đó mà tình hình tài chính thì sẽ không phải là vấn đề khiến cho bạn phải lo nghĩ nhiều nữa. Danh và lợi đều đang ổn định khi mà bạn luôn tỉnh táo trong suy luận, giúp bạn cải thiện cách nhìn nhận vấn đề một cách nhanh chóng, từ đó chớp lấy thời cơ thuộc về mình. Dù không có quá nhiều tiền bạc nhưng cũng giúp bạn không phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Thêm vào đó nữa, trong ngày ngũ hành tương sinh khiến cho người tuổi Hợi trở nên tỉnh táo hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm, giúp mối quan hệ đôi bên ngày càng êm đẹp. Bạn luôn ý thức được rằng phải thể hiện sự tử tế, quan tâm tới đối phương trong mọi tình huống thì mới có thể cùng nhau đi tới cuối chặng đường hôn nhân hạnh phúc. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh Hỏa, thái độ tích cực giúp bạn nắm được những cơ hội mà không phải ai cũng có. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ, đã đến lúc tạo cho mình một kế hoạch làm việc phù hợp, lựa chọn những hướng đi mới. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh Mộc, hãy biết cân đối cuộc sống để có thêm thời gian ở bên cạnh những người thân yêu. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim, quý nhân xuất hiện và giúp bạn tìm ra những hướng khắc phục các vấn đề. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, thay vì mất thời gian cho việc phàn nàn lo lắng thì tốt nhất bạn hãy chủ động xúc tiến công việc của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là tốt và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mão và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 0 và số 1 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.